Kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin phát thanh của Đài Trần Thanh Xá Trình Muôn. Chủ đề bản tin phát thanh hôm nay là giảm tảo hôn. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn là tình trạng hôn nhân được xác lập giữa các cặp vợ chồng mà trong đó hai người hoặc cả hai chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Theo Điều 9 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định độ tuổi kết hôn nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Nếu người nam giới và nữ giới kết hôn sớm hơn độ tuổi này được coi là tảo hôn. Ở Việt Nam, tình trạng kết hôn sớm vẫn còn tồn tại ở một số cộng đồng dân tộc thiểu số. Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa thì độ tảo hôn ở các vùng này chiếm đến 20%. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của phụ nữ dân tộc thiểu số là 17,56 tuổi, thấp hơn so với quy định. Số liệu thống kê ở khu vực phía Bắc, người Mông, người dân tộc La Ha, Kháng, Sinh Mun có tỷ lệ kết hôn cao nhất. Tỷ lệ nam giới kết hôn ở 18 đến 19 tuổi là 52,5%. Vấn đề tảo hôn của địa phương, chi cục dân số kế hoạch gia đình tỉnh hoặc trung tâm dân số kế hoạch gia đình huyện thu thập các thông tin, số liệu liên quan để đưa vào mục này. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân của tảo hôn do phong tục tập quán, dân tộc và tâm lý sớm có con đàn, cháu đông, nhu cầu có thêm lao động cho gia đình. Do trình độ học vấn còn thấp, sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế và việc tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng còn nhiều khó khăn. Do vậy, hiểu biết và nhận thức và hậu quả của tảo hôn trong người dân còn hạn chế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Quản lý của chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ, chưa kiên quyết dẫn đến sự tồn tại dai dẳng của nạn tảo hôn. Những phản ứng từ cộng đồng đối với thực hiện tảo hôn còn yếu ớt, một số cộng đồng cho rằng đây là chuyện riêng của từng gia đình. Tảo hôn để lại hậu quả đối với gia đình và cá nhân. Anh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cả nam và nữ do bộ máy sinh dục chưa hoàn thiện. Ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình đẳng của thai nhi do cơ thể người mẹ chưa phát triển, hoàn thiện, chưa đủ sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai, làm tăng tỷ lệ tử vong chu sinh và sơ sinh trẻ, gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng bào thai. Trẻ đẻ ra có cân nặng dưới 2.500 gram hoặc dị dạng dị tật, làm gia tăng nguy cơ mâu thuẫn và đổ vỡ gia đình do cặp vợ chồng quá trẻ chưa phát triển đầy đủ về tâm lý và có đủ điều kiện kinh tế để tổ chức cuộc sống gia đình, làm mất cơ hội học tập và có việc làm. Tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật. Việc kết hôn sớm sẽ không được pháp luật công nhận. Các quyền lợi của vợ chồng sẽ không được tính đến đối với xã hội, là nguyên nhân làm gia tăng nhanh số lượng dân số. Trẻ em sinh ra tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, chậm phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, dị dạng dị tật bẩm sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, gây mất tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, ảnh hưởng đến chủ trương chính sách của nhà nước trong việc xây dựng chế độ gia đình bình đẳng, tiến bộ, no ấm, hạnh phúc, gia tăng gánh nặng về y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, để giảm tình trạng tảo hôn, chúng ta cần tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức về luật hôn nhân và gia đình, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tảo hôn. Tuyên truyền cho các gia đình dòng họ không ủng hộ khuyến khích hành vi tảo hôn. Đề cao và phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong việc giám sát thực hiện luật hôn nhân và gia đình. Tảo hôn là vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin phát thanh về giảm tảo hôn.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin phát thanh của đài truyền thanh xã Trình Muôn. Chủ đề bản tin phát thanh hôm nay là giảm hôn nhân cận huyết thống. Thưa quý vị và các bạn, hôn nhân cận huyết thống là tình trạng kết hôn giữa người có cùng dòng họ máu trực hệ và hoặc giữa người có quan hệ huyết thống bên nội và bên ngoại trong phạm vi ba đời. Điều 10 luật hôn nhân gia đình quy định cấm kết hôn giữa những người cùng dòng họ về trực hệ giữa người có họ trong phạm vi ba đời. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống tại nhiều nơi ở nhóm dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Theo thống kê của Tổng cục Dân số và Gia đình Bộ Y tế tại 13 tỉnh miền núi, trong những năm gần đây, số cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống vẫn còn tăng cao. Ước tính trung bình, mỗi năm có thêm 100 cặp vợ chồng kết hôn cận huyết thống. Cụ thể, ở xã Trình Muôn chúng ta, hôn nhân cận huyết thống diễn ra nhiều nhất là ở dân tộc La Ha, nhất là bản Nong Quả. Vấn đề hôn nhân cận huyết thống của địa phương, chi cục dân số về hóa gia đình tỉnh và trung tâm dân số về hóa gia đình huyện thu thập các thông tin số liệu để đưa vào mục này. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân của hôn nhân cận huyết thống là phong tục tập quán lâu đời của một số dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số Dinh Xé, biệt lập với các dân tộc khác, chỉ lấy người trong dòng họ. Người dân thiếu thông tin, kiến thức và nhận thức về hậu quả đối với sức khỏe và duy trì giống nòi của hôn nhân cận huyết thống. Người dân thiếu thông tin, kiến thức về luật hôn nhân và gia đình. Hậu quả để lại là trẻ sinh ra từ cặp vợ chồng hôn nhân cận huyết thống dễ có nguy cơ mắc bệnh di truyền như mù màu, bạch tạng, da vảy cá, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh, là nguyên nhân có thể gây dị dạng và tàn phế suốt đời, làm tăng tỷ lệ đói do con của gia đình hôn nhân cận huyết thống thường xuyên bị ốm, làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh và cha mẹ không có nhiều thời gian để làm kinh tế phát triển gia đình, gây thoái hóa, suy giảm thoái hóa về chất lượng giống nòi của một dân tộc, suy giảm sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật do kết hợp gen mang lại gây thoái hóa, suy giảm giống nòi. Nhiều dân tộc ít người đứng trước nguy cơ dân số giảm do hôn nhân cận huyết thống. Thưa quý vị và các bạn, để giảm tình trạng hôn nhân cận huyết thống, chúng ta cần phát triển kinh tế xã hội vùng cao để nâng cao nhận thức của người dân, phá bỏ tình trạng cổ hủ sinh sống biệt lập của các dân tộc, tạo điều kiện giao lưu giữa các dân tộc, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức về luật hôn nhân và gia đình, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả xã hội và những bệnh tật của trẻ em sinh ra từ hôn nhân cận huyết thống, tích cực kêu gọi gia đình dòng họ không ủng hộ khuyến khích hành vi kết hôn cận huyết thống. Chúng ta cùng chính quyền địa phương giám sát thực hiện luật hôn nhân và gia đình. Hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin phát thanh về hôn nhân cận huyết thống. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn,
đón nghe bản tin phát thanh của Đài Truyền thanh Xã Trường Môn. Chủ đề của bản tin phát thanh ngày hôm nay là không sinh con thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, không đẻ nhiều là một trong ba nội dung cơ bản của kế hoạch hóa gia đình. Thực tế trong những năm gần đây, mặc dù công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã thu được những thành tựu đáng kể về vấn đề giảm sinh, tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ ba vẫn tiếp tục gia tăng, đang là mối quan tâm, lo ngại của sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do một bộ phận không nhỏ dân cư hiểu sai về điều 10 của pháp lệnh dân số. Nghị định số 18/2011, Nghị định Chính phủ ngày 17/3/2011 sửa đổi khoản 6 điều 2 Nghị định 20/2010, Nghị định Chính phủ quy định chi tiết về thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số. Theo đó, có 7 trường hợp sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con sẽ bao gồm: 1. Cặp vợ chồng sinh ba con nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc thiểu số dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ giảm số dân tỷ lệ nhỏ hơn hoặc tỷ lệ chết theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà xin lỗi quý vị. 4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã làm cho làm con nuôi.